Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình gặp phá tới kênh đầu tiên nhá. Roblox. Let's go. Bakra. Lần này xem thì mình sẽ nhảy đến level bao nhiêu. Ok. Wow. Rồi, lên trên này nào. Wow, oh my god. Wow, 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 wow. Rồi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Slender đi là. The School. Lên, bên đây. Vào tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả là 8 món đồ. Thank you.
吧。Khi đủ 8 bắt đầu thì các bạn sẽ xuống dưới tầng 1. Các bạn sẽ lắp 8 bắt đầu này vào. Và lúc đó thì nguồn điện sẽ hoạt động và cánh cửa trên tầng 3 sẽ mở ra. Và đây là món đồ thứ 8. Ok. Mình sẽ lắp 8 bắt đầu này vào. Ở đây thì các bạn sẽ biết được con ma này là ai. Đó chính là một giáo viên đã từng dạy ở trong môi trường này và đã chết vì một lý do nào đó. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Dispatch you. Thank you.
bạn sẽ phải giải mã. Một chiếc để tháo con ốc. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game ma này thì chơi cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ đi từng căn phòng một và tìm kiếm tất cả những túi tiền. Khi đủ 20 túi tiền thì các bạn sẽ tẩu thoát khỏi ngôi nhà ma này. Ở đây thì con ma nó chỉ đi ra ngoài thôi và nó không vào được trong những căn phòng như thế này. Khi các bạn gặp nó, các bạn chỉ cần vào trong căn phòng nào đó thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Hall of Slenderina.
Và từ cái này thì các bạn sẽ đi xung quanh ngôi nhà này và tìm kiếm tất cả là 8 mẩu giấy. Khi đủ 8 mẩu giấy, các bạn sẽ quay về vị trí đây và mở cái hòm này ra. Trong đó thì sẽ có một chiếc chìa khóa. Và chiếc chìa khóa đó để các bạn xuống dưới tầng hầm. Và lúc đó thì các bạn sẽ đi tiếp và tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Một ngôi nhà mà khá là nổi tiếng và khá là tối tăm. Khi hết ở tầng 1 thì các bạn sẽ lên trên tầng 2. Rất nhiều chìa khóa luôn. Sẽ đi xung quanh tìm tổng là 8 màu giấy. Lúc đó thì các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa và chiếc chìa khóa đó xuống dưới tầng hầm và các bạn lại đi tiếp. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được lần này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Horokla. Let's go. Chapter 2. Rồi, mình sẽ mở cánh cửa đây ra. Mình sẽ lấy chìa khóa đây. Ok.
xem ra ngoài có gì không, không có gì. Tiến sâu bên trong. Tựa game này mới update cho nên là cái tốc độ đi của tựa game này khá là nhanh. Và có thể làm nhiệm vụ 2 này rất là nhanh luôn. Nhiệm vụ 1 của tựa game này, đó là phần 1, thì các bạn sẽ phải điều gì cũng đã thôi. Và lúc đó thì các bạn sẽ tẩu thoát khỏi nơi đó và cứu được người. Phần 2 tựa game này thì các bạn sẽ phá hủy nơi này của ông ta. Đây là một nơi mà ông ta chuyên đi bắt cóc con người và ông ta đánh đập con người. Rồi, mình sẽ đào cái này lên. Một cuốn sách The Book of Shadow. Let's go. Đọc vào đây. Ok. Cái cửa đấy mở ra, sau đó thì các bạn sẽ lấy hai quả bom. Hai trái bom này các bạn sẽ đặt và phá hủy nơi này của chúng ta. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, The Ghost. Đây là một tựa game mà có thể chơi online. Các bạn có thể rủ các bạn chơi cùng trong tựa game này. Đây. Ok. Và các bạn sẽ xem ai là người bị bắt. Và trò chơi này cũng khá là hay. Chơi một mình thì không vui bằng chơi với những người các bạn mà các bạn rủ cùng. Hai người, ba người vào chơi chung một phòng. Có thể là buổi chiều này vào hơi khó một chút. Wow. Được rồi. Vẫn chưa load được game. Đó, trò này các bạn cứ download rồi sau đó thì chơi thử xem như thế nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Slender Rising. Let's go. Và tựa game này thì các bạn sẽ đi xung quanh map bản đồ, sau đó thì sẽ tìm kiếm những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Mình sẽ đi sang bên này xem có gì không. Gần đây. Gần đây có một bức hình. Bình đầu tiên. Bước tiếng bước chân của ông ta. Mình sẽ đi bên này xem. Mình như gặp ông ta rồi. Chuẩn thôi. Khi gặp một bức hình nào đó thì nó sẽ tạo tín hiệu để các bạn tìm. Và đây thì các bạn sẽ phải trốn tránh Slenderman, tránh ông ta đến gần các bạn hoặc là ông ta nhìn thẳng vào các bạn. Đó, và các bạn cứ đi như thế, tìm kiếm tất cả những bức hình gắn trong map đồ này. Bước hình thứ hai, đó cứ như thế và tìm kiếm đủ 80. Ok,
Rồi và mình sẽ phát dựng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.